Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube channel của APA Academy ờ, Hiện tại thì trên tay mình đang có một tấm đá bình thường Chắc hẳn là các bạn trong thiết kế thì chúng ta ứng dụng rất là nhiều những cái tấm đá này Nhưng mà các bạn đã bao giờ nghe đến cái vật liệu đá có tên là đá xuyên sáng chưa ạ? Nhìn nó sẽ như thế này này Đó, vậy thì cách làm như thế nào và ứng dụng của nó ra sao thì hãy cùng xem video hướng dẫn của mình ngày hôm nay nhé ứng dụng của cái đá xuyên sáng các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều khi mà chúng ta thiết kế ví dụ như là những cái vách tivi này, những cái mảng uh, tường, tường vách ốp đá trang trí hoặc là có thể là các bạn bắt gặp ở những cái bàn, bàn ba hoặc là bàn ăn chúng ta đều có thể áp dụng cái vật liệu đá xuyên sáng này được đúng không? Và những cái vân đá của nó cũng tương đối là đẹp. Vậy thì đầu tiên để làm được cái vật liệu đá xuyên sáng này các bạn sẽ làm như thế nào? Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng bằng phần mềm Corona Render nhé. Trước hết là các bạn sẽ mở bảng vật liệu lên cho mình và mình vẫn sẽ sử dụng cái hòn vật liệu quen thuộc đó là Corona Physical Material nhá. Nếu bạn nào mà chưa biết cách dùng cái vật liệu này thì mình nghĩ là các bạn nên học cách sử dụng dần đi bởi vì uh, từ những cái phiên bản Corona 7 trở lên là chúng ta đã chủ yếu sử dụng cái hòn này là chính và cách sử dụng cũng như là các cái thông số của hòn này nó rất là đơn giản chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình làm vật liệu. Rồi, thì uh, trước hết là các bạn sẽ phải tìm được một cái bộ map tìm được cái bộ mát nó phù hợp với cả cái vân đá mà các bạn muốn làm nhé nếu các bạn mà tìm những cái vân đá mà nó đẹp đấy nhưng mà nó 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 không có ngoài thực tế thì cái thiết kế đấy gần như là bất khả thi nên là khi mà chúng ta làm hay là khi chúng ta thiết kế là chúng ta phải tính toán luôn là cái vân đá đấy ở ngoài thực tế nó có hay không và đây mình sẽ lựa chọn cái vân đá màu vàng này nhá sau đó các bạn sẽ kéo cái này nối cho mình vào kênh base color còn nếu bạn nào mà dùng cái hòm vật liệu cũ là cái hoặc vật liệu Corona Legacy ấy thì nó các bạn nối cho mình vào kênh Diffuse Color nhé. hai cái này giống hệt nhau. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ chỉnh cho nó cái tính chất giống như là vật liệu đá thông thường, giống như vật liệu đá thông thường thì uh, nó sẽ bóng một chút đúng không? Nó sẽ bóng thì mình sẽ giảm cái Roundness này đi. Còn nếu mà dùng Corona Legacy thì các bạn tăng Glossiness lên đúng không? Roundness là độ nhám, còn Glossiness là độ bóng, hai thông số này nó sẽ ngược nhau một chút. Đấy thì mình sẽ để là 0.15 nhá để cho cái đá nó bóng lên này. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào cái khối bốc ở đây Ok Mình sẽ thử render nhé Nếu bây giờ render thì nó sẽ chỉ ra vật liệu đá bình thường thôi Nó sẽ chỉ ra vật liệu đá bình thường Mà chúng ta vẫn hay thường sử dụng thôi Đó như các bạn có thể thấy Nó sẽ vẫn chỉ ra vật liệu đá bình thường Như chúng ta vẫn hay bắt gặp nhá. Thì để biến nó đá thành đá xuyên sáng Thì các bạn cần phải để ý cho mình cái tính chất Xuyên sáng ở trong hòm vật liệu đó là cái tính chất translucency. Nếu bạn nào mà theo dõi kênh thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn về kênh translucency này rồi. Để chúng ta làm ra những cái vật liệu như kiểu là đèn lồng ấy, các bạn để ý những cái đèn lồng. Các bạn phải động đậu... khi mà các bạn làm một cái vật liệu gì mới là các bạn phải phân tích được tính chất của vật liệu thì sau này các bạn mới có thể là sáng tạo ra những cái vật liệu mà chúng ta không cần phải đi mày mò nữa. Đấy, thì cái đèn lồng này nó được làm bằng vải hoặc bằng giấy đúng không nhỉ? Thì khi ánh sáng mà chiếu đặt ở một cái bóng đèn bên trong thì ánh sáng có thể chiếu xuyên qua cái lớp giấy hay lớp vải đấy đúng không thì cái tính chất của lớp giấy lớp vải các bạn phải để ý nó là gì thứ nhất là cái lớp giấy hay lớp vải nó phải rất là mỏng đúng không nó phải mỏng và ánh sáng sẽ xuyên qua được đấy thì ở đây cái hiện tại cái cái vật liệu như nếu như mà chúng ta làm như thế này nó đang là một cái vật liệu có cái lớp vỏ rất là dày thì để đầu tiên để làm thành vật liệu xuyên sáng các bạn sẽ phải tích cho mình vào mục thin cell nha các bạn tích cho mình vào mục thin cell thin cell để kích hoạt cái tế độ mỏng vỏ lên đấy tức là bây giờ cái lớp cái lớp vỏ của cái khối bốc này nó rất là mỏng thì ánh sáng mới có thể xuyên qua được tiếp theo các bạn có thể thấy đó là nếu như mà như những cái đèn lồng này thì nó sẽ cho ánh sáng xuyên qua toàn bộ đúng không tức là chúng ta có thể nhìn cái đèn lồng phát sáng 100 phần trăm đấy nhưng mà cái vật liệu đá xuyên sáng của chúng ta thì sao cái vật liệu đá xuyên sáng của chúng ta thì các bạn có thể thấy là những chỗ nào mà có màu sáng thì ánh sáng có thể xuyên qua được. Còn những chỗ mà cái vân đá mà nó tối màu ấy thì ánh sáng không thể xuyên qua được, đúng không? Thấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái kênh color correction để chúng ta biến cái map này thành kênh đen trắng bởi vì cái kênh đen trắng nó sẽ chúng ta dùng rất là nhiều trong những cái phần hiệu ứng này, đúng không? Các bạn search cho mình kênh color correction. Các bạn sẽ nối cái map này vào kênh color correction Vậy để bị uyến kênh này thành mát đen trắng một cách đơn giản các bạn chỉ cần tích cho mình vào một là nó sẽ chuyển map chúng ta thành kênh đen trắng. Sau đó các bạn để tăng tương phản của cái map lên. Các bạn có thể thấy là cái map này nó chủ yếu là màu xám là nhiều đúng không? Màu xám là nhiều và nếu màu xám như này thì ánh sáng xuyên qua nó sẽ không tốt lắm. Nên là các bạn sẽ cần phải tăng tương phản. Chỗ nào màu trắng, màu trắng thì ánh sáng sẽ xuyên qua nhiều hơn, màu xám sẽ xuyên qua lại vừa vừa, còn màu đen là gần như ánh sáng sẽ không xuyên qua. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái mục advent ở trong kênh color correction này. Các bạn tăng độ sáng của map bằng thông số này nhá. Mình tăng lên là 300 này. Đấy thì các bạn thấy là cái map nó sẽ sáng lên, 500. Này. Thấy chưa? Cái map của chúng ta nó sẽ sáng lên và cái phần ánh sáng xuyên qua nó sẽ nhiều hơn. Sau khi chỉnh được cái màu sắc map đen trắng đúng ý mình rồi thì các bạn sẽ nối cho mình vào mục translucency reflection nhé. Nhớ kênh này nhé. Translucency Reflection Hoặc nếu mà các bạn không quen Thì các bạn sẽ chỉnh ở đây Đấy bấm vào đây và nối mát vào Được chưa Đấy thì bây giờ các bạn nhìn thấy hòn vật liệu của chúng ta này Nhìn hòn vật liệu của chúng ta này Nó sẽ trong suốt sáng trong sáng như này Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đặt thêm một cái đèn vào bên trong khối bốc nếu không có đèn thì ánh sáng không thể xuyên qua được đúng không? hoặc là sau này các bạn làm những cái vách ốp như thế chúng ta đều phải lắp đèn ở bên trong hết thì ánh sáng mới có thể xuyên xa và nó phát sáng. thì đặt một cái đèn ở đây mình sẽ sử dụng cái đèn dạng hình sapphire nhé, à, hình cầu đúng không? hình cầu. nhưng mà cái này thì do là cái khối này nó là hình trụ là chính, đấy nên là mình sẽ sử dụng một cái đèn dạng hình trụ nhé. còn nếu mà cái khối nào khối vuông hoặc là khối tròn thì các bạn có thể sử dụng đèn sapphire. Ok mình sẽ đặt một cái đèn ở bên trong và bây giờ mình render thử này Đó Rồi các bạn thấy chưa Ngay lập tức cái Khối bốc của chúng ta nó sẽ Trở thành một cái cục phát sáng ờ, Có vẻ là đèn sáng quá thì các bạn giảm bớt đi nhé đèn thì các bạn để ở bên trong cái đèn màu cho mình để khoảng 3000 nhé Để màu nó ấm còn các bạn để mà nhìn Nhiệt độ màu khoảng rưỡi nó sẽ ra ánh sáng trắng rưỡi nó sẽ ra ánh sáng trắng còn các bạn mà để 3000 Thì nó sẽ ra ánh sáng Ánh sáng vàng ấm Được chưa Đấy, đây là nếu 6 nghìn rưỡi ánh sáng nó sẽ trắng như này này. Còn thường thường nếu mà làm trang trí thì mình sẽ để ánh sáng nhiệt độ màu là 3 nghìn độ K. Cường độ đèn mình đã để 500 nên nó hơi sáng quá, mình sẽ để khoảng tầm 100 nhé. Đó, rồi, ok. Vậy là chúng ta đã có thể tạo ra được cái vật liệu đá xuyên sáng. Đúng không? Nếu các bạn mà cảm thấy là nó bị xuyên sáng nhiều quá, nó bị xuyên sáng nhiều quá, Tức là cái vùng 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 phát sáng ấy nó quá nhiều thì các bạn có thể chỉnh sửa bằng cách nào ạ? Các bạn giảm bớt cái giảm bớt cái màu trắng ở trong map này đi. Đấy thì các bạn lại giảm cái cho mình cái độ sáng của map xuống, mình để khoảng tầm uh, 150 chẳng hạn. Mình để 150. Đấy. Thì lúc này thì lúc này cái cái phần phát sáng nó sẽ ít hơn. Đấy và ánh sáng xuyên qua nó sẽ dịu hơn nhá. Đấy thì mình nghĩ là cái trường hợp này mình để như này là phù hợp nhất này. Được chưa ạ? Rồi. Nếu như các bạn muốn thay một cái map khác vào. Thì chúng ta sẽ chỉ cần xóa cái map này đi. Và thay thế một cái map khác vào là xong. Ví dụ mình tìm map đá, map bồ. Vàng này. Đấy. Các bạn ví dụ không thích cái map đấy. Thì các bạn có thể thay bằng một cái map khác vào. Đều được nhé. Cái map nào mà nhìn giống đá xuyên sáng một chút. Ờ chúng ta thường hay bắt gặp được cái map đá mà nó đối xứng ấy, đúng không? Đối xứng. Đây này, những cái dạng map mà đối xứng kiểu như này này. Đây. Đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể tải về và làm tương tự nhá. Đây mình sẽ tải thử và làm thử một cái nhá. Đây mình sẽ dùng cái này này. ảnh các bạn nối vào mục base color à? thay thế vào đây là xong đó thì bây giờ phối bốc của chúng ta nó sẽ trở thành một cái vật liệu đá xuyên sáng mà nó đối xứng như này các bạn có thể là giảm bớt cường độ đèn đi nhá bởi vì cái mắt này nó xuyên khá là nhiều nên là chúng ta sẽ giảm cường độ đèn như mình để ví dụ 10 thôi chẳng hạn thường những cái đèn chúng ta hát ở bên trong là đèn led với cường độ và công suất nhỏ thôi đấy các bạn để khoảng tầm này với cái map này thì tầm này là vừa nhé Còn mới với map trước thì các bạn để cường độ khoảng 100 là vừa Rồi ok Các bạn có thể thấy là nếu chúng ta hiểu rõ tính chất của nó Thì cách làm rất là đơn giản đúng không nhỉ Các bạn hãy thử áp dụng ngay vào trong những cái thiết kế sắp tới của mình Và comment xuống bên dưới để cho mình biết hiệu quả nhé Rồi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo Bye bye